Ok, chào mừng anh em trở lại channel của Minh Cường nhá. Thì hôm nay sẽ là một series mới là sẽ đi review ARK anh em nhá. Review ARK là để xem đá Haki của con mình. Bây giờ mình sẽ đi review ARK cho anh em là bây giờ để xem sắp xếp đá với Haki có chuẩn này anh em nhá. Ok, trước đó mình sẽ thông báo cho anh em một cái tin tức gọi là chấn động này. Cái gì? Ở bên server Âu anh em nhá, server Âu này nó đang hiện tại là hôm nay bây giờ đang bảo trì anh em nhá. Bảo trì là để ra con tướng mới là New Hero Dragon Kaido. Anh em nào mà biết về cái con tướng này có thể comment dưới video giúp mình nhá. Xem là con gì, bây giờ hiện tại là mình vẫn chưa biết là con gì anh em ạ. Hiện tại là theo châu Âu nó đã ra hệ hải quân là con đô bốc bò lục rồi. Bây giờ là đến con tướng mới này, Dragon Kaido, không biết là đây là Dragon ở bố của Luffy hay là Kaido dạng rồng anh em ạ, dạng rồng nhá. Chưa biết là tướng gì anh em ạ. Nhưng mà theo đúng quy trình nó phải ra một con thất vũ hải cơ. Mà Dragon cũng chả phải thất vũ hải mà Kaido cũng chả phải thất vũ hải anh em nhá. Cùng đón xem con tướng gọi là siêu khủng bố này. Ngày hôm nay nó ra là con tướng gì anh em nhá. Và thêm cập nhật mới là skin của Uta này. Được chưa? Ok anh em. Cùng trở lại với cả series chính nào. Ok, hiện tại là con ARK này là đang gần VIP 12 anh em nhá. Đang gần VIP 12 này, để xem VIP 11 một ngày nhận được cái gì này. Quà của VIP 11 ở đây. Còn thiếu 60.000, khoảng 60.000 kim cương nữa thôi là lên VIP 12 này. VIP 11 nhận được 160 kim cương một ngày này, một vé 5 này, 3 cái huy chương bạc này. Ok. Và cũng muốn nói luôn cho anh em mới chơi là nếu mà anh em mới chơi thì cái gói thẻ tháng anh em đừng nên mua nhá. Gói thẻ tháng này mua phí tiền này, được chưa? So với gói thẻ tháng này ấy thì cái gói đặc quyền viễn chinh anh em nên mua nhá. Là viễn chinh cao cấp này nên mua là đặc quyền khiêu chiến thì anh em có điều kiện cũng nên mua này. Ok, đây đã mua này, đặc quyền viễn chinh, đặc quyền khiêu chiến đã mua này. Đặc quyền con đường thì mua cũng được mà không mua có điều kiện thì mua không có thôi anh em nhá. Nhưng mà vào mình thì mình sẽ mua này. Thêm nữa là cái thẻ vĩnh viễn này nhá. Thẻ vĩnh viễn này, cái thẻ này cũng có 799k thì mình thấy cũng khá ngon này. Có rút thẻ cao cấp kim cương giảm 2% này, miễn phí là mới viễn trinh tăng 3 lần này. Mạnh động 5 sao trong suốt thế lực giảm 5% này. Sau khi kích hoạt thẻ vĩnh viễn mua 3 lần quà đặc quyền khiêu chiến nhanh có thể kích hoạt khiêu chiến vĩnh viễn này. Nếu anh em chơi lâu dài là cái vòng này cái quà số 4 này ngon anh em nhá. Thì anh em mua 3 lần đặc quyền khiêu chiến nhanh có thể kích hoạt vĩnh viễn đặc quyền khiêu chiến nhanh nhá. Cái này quá ngon này. Yeah. Mỗi ngày nhận được một thủy tinh thế lực này. Khá ổn. 799k nếu mà anh em chơi lâu dài này là khoáng ngon nhá. Đây nhận quà hàng ngày nè. Á chà, khá là ngon anh em ạ. Quà khá ngon, 2 đá tím này. 1.000 đá thủy tinh tẩy luyện này. Đá cái đá thủy tinh tẩy luyện này cực kỳ quan trọng, sau anh em chơi lâu cực kỳ quan trọng nhá. 10 thẻ sưu tập tem này, 10 xu vòng quay cấp này, 1.000 cương này, mạch tem này. Top 1 nhận quà nó gọi là khét khẹt anh em ạ. Khét khẹt nhá, được chưa? Thưởng xếp hạng 1 luôn này, được chưa? Thưởng xếp đánh dẹp đảo quỷ này, hạng 1 luôn. Được chưa? Tài luyện 6 ngày này, ok, quá ngon. Ok, bây giờ đi vào món chính em nhá. À giờ hiện tại là sao vào Việt Nam đã ra con Mi Hoắc cái này. Với cái quan điểm cá nhân của mình ấy, đây mình cho anh em xem qua một chút về cái con Mi Hoắc này. Mi Hoắc UR nhá. Thực ra con này phế thì không phải là phế, nhưng mà trong PVP là phế đấy. Chẳng, mình khẳng định với anh em trong PVP là phế. Còn đâu trong phó bản thì mình chưa test con này. Phó bản mình chưa test con này. Nhờ con PVP mình khẳng định anh em con này phế. Vì sao con này không phải là đam AoE anh nhá. Con này nếu mà đam AoE này cực kỳ cũng phải cực kỳ nhưng mà ngon. Vì sao? Quan trọng nhất ở trong con game này ấy, với đánh giá cá nhân của mình cộng với trải qua quá nhiều trận chiến rồi, mình khẳng định với anh em là tốc độ mới là cái yếu tố quyết định của con game này anh em nhá. Thì con này có tốc độ tăng này và giảm tốc độ đối phương này, khá ngon, được chưa? Có miễn dịch tất cả hiệu ứng khống chế. Cũng khá ngon này. Nhưng mà cái này không có miễn nhiễm điều khiển này. Có nghĩa là con này vẫn bị dính với cả khiêu khích các thứ anh em nhá.
có hút máu được chưa, nhưng mà lại đam đam đơn được chưa, đam đơn thì mới khốn nạn nhỉ, được chưa anh em, đam này đam đơn mới khốn nạn. Với cả cái nội tại này, nội tại của nó cũng khá cùi nhưng mà cái nội tại một nó khá cùi, nội tại nó chả tăng gọi là cái tăng cái dòng dòng gọi là dòng phụ anh em ạ, dòng phụ ấy, thường những con mạnh nó thường tăng dòng phụ anh em ạ. Con này với quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ không chơi anh em nhá, mình sẽ không chơi con này này. Còn đâu anh em nào fan của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì chơi bình thường nhá, chơi bình thường, đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi. Mình thì hiện tại là đang ngóng em ấy anh em ạ, đang ngóng em em từ mới này anh em ơi, ngóng em từ mới là không biết là con gì này, đây là con Kaido này, quá khủng này. Nếu mà Monkey đi đầu ăn thì toang anh em ạ, đang là gọi là chùm của quân cách mạng đấy, chùm của cách mạng nhá. Ok, đây là món chính này. Hiện tại là sau khi đã nghe lời khuyên từ mình thì chủ ác đã build lại đồ anh em ạ, build lại đồ nhá. Con đây đi vào Kaido trước đi. Kaido hiện tại đã có tốc độ level 2. Tốc độ là phải mặc định là phải có anh em nhá. Tất cả các tướng ở trong con game này mặc định anh em phải có tốc độ cộng liên kích. Từ giờ tốc độ liên kích là hai cái phải có, là trong đá cũng như là trong haki. Một là trong đá anh em phải có tốc độ liên kích, hai là trong haki anh em phải có tốc độ liên kích. Thường thì tốc độ liên kích người ta ép ở trong haki anh em nhá. Vì cái quả tốc độ này ở bên server Việt Nam mình không biết tẩy như nào, nhưng bên server Âu tẩy cực kỳ khó này. Đấy nhá. Hiện tại là đã có tốc độ level 2 này, đợt trước là không hề có nhá, trước khi mình vào con ác này là không hề có này. Xung kích ok, Kaido chơi xung kích ok nhá. Tốc độ level 2 này. Huy hiệu xem đã tẩy tốc độ giờ chưa này, huy hiệu là vẫn đang tích cái đá thủy tinh để luyện anh em ạ. Khi nào mà đạt khoảng tầm 3-40k anh em tẩy một lượt cho nó nhiều nhá. Đây được quả tốc độ 12 này. Tốc độ là ở trong haki hoặc đá phải có này, và trong bộ huy hiệu khủng ngon nhất là phải full tốc độ anh em nhá. Bác này vẫn chưa đồng bộ huy hiệu này. Kaido chơi bộ full bộ huy hiệu mặt trời cũng ok này. Mà hiện tại là chưa đủ bộ đó, đủ đâu đấy. Mà chắc là dòng cùi chưa chơi này. Ok. Huy hiệu nói sau nhá, quan trọng là tốc độ ấy mà mình vào đấy. Đây hiện tại là đợt trước là bác ấy là chơi quả né tránh level 3 anh em ạ. Sanji chơi quả né tránh level 3, hiện tại đã thay bằng tốc độ level 3 này. Ok, cuồng bạo level 3 cũng được. Còn Sanji chơi cuồng bạo level 3 được là huy hiệu là đã có tốc độ cộng 8, tốc độ cộng 4. Tốc độ 8 khá thấp nhưng mà hiện tại ác server mới này ok anh em nhá, hình như server 279 này, được chưa? Server 279 nhá. Đây. Quan trọng nhá, quả răn truyền kỳ cực kỳ ngon này anh em ơi. Xuyên thấu nhá. Quả xuyên thấu này là tất cả các con tướng công, anh em nhớ mình nhấn mạnh là tất cả các con xuyên tướng công đều chơi xuyên thấu nhá. Đều chơi xuyên thấu hết, được chưa? Xuyên thấu này là cực ngon này. Ở bên top châu Âu người ta cũng đều chơi xuyên thấu hết nhá. Lực tấn công bỏ qua 3% lực phòng này, cái này cực kỳ ngon nha anh em nhá. Đây cái đặc xá này cũng ngon, mình cũng chơi, mình cũng đang chơi nhá. Con nhang Lily của mình đang chơi anh em ạ. Nhá, cho anh em xem đặc xá level 4 này. Đặc xá level 4 và xuyên thấu level 4 luôn nhá. Đây. Đây. Đặc xá level 4. Xuyên thấu level 4 được chưa? Đấy, các top châu Âu người ta vẫn đều chơi hết anh em nhá. Cái này là chơi bền mồi luôn đấy. Được chưa? Lực tấn công tăng thêm 600% khi sát thương một lần chịu phải vượt quá 40% HP của bản thân, có 3% khiến nó miễn 50%, được chưa? Vừa công vừa thủ, đặc xá này là vừa công vừa thủ luôn. Còn đâu cái xuyên thấu này là công ngon luôn này. Bỏ qua 3% lực phòng này để đánh những con tanh cứng như kiểu là con Big Mom hay là con Edward Review anh em nhá. Nếu mà xem về thời gian hiện tại là có hai con tanh cứng đấy. Còn sau này là sẽ có con tanh cứng, con không phải là tanh cứng nhưng mà nó cũng cứng quá hơn tanh anh em nhá. Sắp tới sắp ra này sau con Wano Mihawk này là con Wano Mako anh em nhá. Nên là cái xuyên thấu là cực kỳ là hữu dụng này. Được chưa? Tiếp theo. Ui giời ơi. Quả này là quả gọi là đắt giá anh em ạ.
truyền kỳ liên kích level 4. Anh em quá hiểu cái liên kích level 4 này nó nhà đấy nhá, có 48% kích hoạt liên kích, được chưa? Quá ngộ, quá khủng tởm này. Hầu như là sẽ liên kích này, nếu mà có anh em là có liên kích level 4 này. Cuồng nộ sát thương bảo kích tăng 30%. Quá ngon. Được chưa? Hai quả đá này chất lượng anh em ạ. Với quả VIP 11 tẩy được hai quả đá này thì quá là chất lượng, được chưa? Đồ tẩy full hải tặc. Anh em nào mới chơi chú ý cái quả đồ ấy nhá. À, anh em phải đưa nó về full hệ hải tặc. Nếu mà con của anh em là hệ hải tặc là đưa full về hải tặc nhá. Vì sao? Vì nó sẽ cộng thêm cái 20% này, tấn công được chưa? Búp thế lực anh em là thuộc tính cơ bản hải tặc cộng 20%. Anh em mới chơi lưu ý cái này nhá. Tiếp. Bộ đá của Sanji gọi là dã man anh em ạ. Tiếp là bộ đá Kaido à. Có liên kích level 3 được chưa? Có vừa có tốc độ level 2 giờ có liên kích level 3 này. Cái liên kích là ok, còn nó cái vong mệnh 36% hồi sinh là cái này thì không ổn anh em ạ. Nhưng mà thôi, quan trọng là cái đá liên kích nhá. Đá liên kích cái dòng 2 này hiện tại là bác em mới tẩy thôi, mới tẩy nhá. Có cái quả liên kích này là quá tởm, quá ngon này, level 3 này. Với quả lăn vàng này, quả đá liên kích level 3 này là quá ngon nhá. Cái vòng hộ mệnh này thực ra cũng không quá cuối đâu. Để lại dùng vẫn được à. Tinh chuẩn ok, quá ngon đối với con tướng đam nhá. Tướng đam tinh chuẩn là chơi ngon. Cái con Yang Eli của mình cũng đang chuẩn bị gỡ tịnh hóa để chơi tinh chuẩn em nhá. Chính xác tăng 10%. Cái chính xác này bây giờ hiện tại là càng lên cao ấy, càng về sau ấy thì các cái con tướng UR ấy nó càng tăng tỷ lệ né tránh anh em ạ. Đây mình ví dụ cho anh em một con nhá. À, ví dụ à. Ví dụ như con con này của mình nè. Đây. Nó có thể cộng được 100% né tránh anh em nhá. Con thì nhỉ, con kinh của mình này nó có thể cộng 100% né tránh này em nhỉ. Cộng 100% né tránh à. Đấy. Nên là sau này là cái quả đá tinh chuẩn này là bây giờ bên server châu Âu cũng khá là hot anh em nhá, khá là hot này. Đây mình lấy ví dụ cho anh em một gọi là nhân vật chùm xùm sổ ở server châu Âu này, Mick Chuan anh em nhá. Mick Chuan anh em nào mà theo dõi clip của mình chắc chả lạ gì Mick Chuan đâu. À, mình đợt trước bị Mick Chuan bế đi này. Đây, trong quả đá sự thi của Mick Chuan có tinh chuẩn anh em nhá. Mình cũng đang chuẩn bị tẩy đây mình cũng đang chuẩn bị tích tinh chuẩn này anh em này. Tinh chuẩn của mình được bao nhiêu quyển rồi? Ơi 13 quyển nhá, sắp đủ rồi này. Mình sẽ thay vào cái tịnh hóa của Yang Eli để cho nó có thêm nhiều đam anh em nhá. Đây là khả năng chính xác tăng 100%, mục tiêu mang né đòn nhanh nhẹn thì sát thương tăng 10%. Ok, ông nào mang bây giờ nhanh nhẹn thì ông nào cũng mang nhanh nhẹn. Đây, nhanh nhẹn là cái này anh em ạ. À nhạy bén à. Cái này gọi là nhạy bén à, nhanh nhẹn là cái này. Ok. Thuyền viên này. Đấy. Mục tiêu nào mà mang nhanh nhẹn ấy. Mục tiêu nhanh nhẹn mang né đòn mà nhanh nhẹn, né đòn là cái này né tránh ấy thì sẽ tăng thêm sát thương 10% anh em nhá. Chính xác là 100%, cái này cực kỳ ngon này. Khi lên level 4 nó sẽ lên được 18% anh em nhá. Cả một vấn đề đấy anh em ạ. Tịnh hóa level 2 quá ngon, được chưa? Hai cái này mà lên đá level 4 thì cái cục đá này nhá, phải nói là siêu ngon anh em ạ. Tịnh hóa level 2 cực kỳ cần thiết với cái đồ này. Level 2 hơi thấp một tí nhưng mà vẫn ngon này, có 45% xác suất xóa trạng thái xấu của bản thân này, được chưa? Kaido là cực kỳ cần cái quả này này. Miễn dịch tất cả hiệu ứng chế, miễn dịch tất cả hiệu ứng bất lợi, nhưng cái này chỉ kéo dài một hiệp thôi anh em ạ, một hiệp thôi. Đến sang hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4 là cái này nó tịt ngay. Nên là tịnh hóa là cần thiết. Bây giờ tiếp theo là Big Mom này. Có liên kích mới chỉ có level 1 anh em ạ. Vì ra server mới bác ấy làm như này là quá khủng anh em ạ. Với con VIP 11 này quá khủng rồi. Huy hiệu nào. Vẫn chưa tẩy được tốc độ của 12 này. Con Big Mom này mang kháng bạo cũng ok. Mà mang HP cũng ok anh em nhá. Ok, có hai quả tốc độ của 12 cộng 8 này. Haki thì có. Chơi Haki giảm tốc độ là ngon luôn, chuẩn bài của Big Mom anh em nhá. Chơi Haki giảm tốc độ với cả liên kích tăng tốc độ là ngon. Xem đá nào. Lực phòng ok.
khiêu khích, lực tấn công có 12% xác suất khiêu khích mục tiêu, duy trì một lượt, ok, này tăng tối đa khả năng khiêu khích của Big Mom được. Đá này, cục đá đỏ này mình đánh đá là ổn anh em nhá. Hiện tại con game này là hiện tại xem ở Việt Nam nhá, là khiêu khích là được đánh giá cao này, vì tất cả anh em ở xem ở Việt Nam rất ít chơi tịnh hóa luôn, nên là khiêu khích thì không được chơi, được chưa? Ui giời, ngon này, tăng tốc nhạy bén. Cái quả đá này là mình đã tách từ con Zoro. Trước mình tách từ con Zoro nhét vào Big Mom anh em ạ. Đúng là Big Mom phải là tốc độ cao nhất team thì mới là ngon, được chưa? Vì Big Mom hoặc là con nếu con bây giờ hiện tại con ngon hơn Big Mom là con Edward Review anh em nhé. Nhưng mà Edward Review hiện tại của con ác này, Edward Review của con ác này thì hắn đã đang có độ 7 sao luôn, nên là chưa chơi được anh em ạ. Được chưa? Tốc độ level 3 này, phản sát thương, được chưa? Ngon. Khi chịu sát thương có 35% xác suất phản đòn sát thương. Đá hiện tại bác này build là khá chuẩn rồi đấy anh em nhá. Build này là khá chuẩn và khá ngon rồi này. Sau khi nhận lời khuyên tư vấn của anh em mình là build vào là khá ngon rồi này. Đây, đến xếp Katakuri. Một viên sử thi, một viên truyền kỳ anh em nhá. Ui, được chưa? Liên kích level 2 này, chuẩn luôn. Anh em nhớ này, một con tướng ấy là có liên kích và tốc độ. Được chưa? Xuyên thấu, ok. Ép xuyên thấu ở đây thì chắc chắn là bác ấy đã lĩnh hội được là tất cả con tướng sát thương đều cần xuyên thấu anh em nhá. Con Kaido cũng cần xuyên thấu rồi nhưng mà hiện tại là chưa tẩy được à. Rồi, huy hiệu nào. Tốc độ cộng 4 này. Tốc độ cộng 4 nhưng mà hiện tại là chưa chơi được đồng bộ huy hiệu nhá. Con Katakuri này cả. Chơi bộ dâu trắng này không chuẩn này. Con Katakuri này chơi bộ bạo kích là chuẩn, huy hiệu mặt trời là chuẩn nhá. Nhưng mà hết bột anh em ạ, hết bột thì tẩy này. Hết bột thì tẩy, khả năng đủ bột, hết bột để nâng cấp 15 này, khả năng đủ bột nào sẽ chơi lại đấy. Thức tỉnh này hiện tại là 2, 4, 5, 6 điểm kỹ năng 6 điểm SP anh em nhá. Khả năng là sau khi con này full kỹ năng SP sẽ chuyển thành Kaido này. Hiện tại vẫn chưa đủ đá này. Xem đá, có đá bao nhiêu rồi, 200 này. Ok, đủ đá chuyển full SP rồi, khả năng là sẽ ép full Katakuri đâu. Hiện tại là chưa đủ tướng nước hoàng này, sắp tới là bác ấy sẽ lấy con Wanomaku anh em ạ, Wanomaku nhá. Đây. À, thêm một điều nữa là trong cái chiêu mộ hàng giờ này, hiện tại là VIP 11, sau khi nghe lời tư vấn của mình sẽ bỏ qua Wanomaku hoặc này và để đợi sau Wanomaku hoặc là sẽ lấy con Wanomaku. Bảng xếp hạng Việt Nam. Ai chả một bác đã lao vào đầu vào là VIP 1 mà ai fan của Mi Hoắc rồi. Không làm gì anh em nhá. Tiếp là bây giờ sang quả đá này là truyền kỳ này, đi vào răn truyền kỳ nhất à, tinh chuẩn level 3 quá tỏ, chính xác tăng 14%, được chưa? Xung kích level 3 được, khi sát thương vượt quá 23 quá HP tối đa của mục tiêu 26%, 40% xác suất khiến mục tiêu choáng. Cái xung kích này mình bảo khẳng định với anh em là hiện tại ở server Việt Nam sẽ chơi được, nhưng sau khi hiện tại đạt được đến cái đẳng cấp ở server châu Âu như mình này thì cái viên xung kích này sẽ biến mất anh em nhá. Vì sao biến mất? Để mình nói cho anh em lý do vì sao con xung kích sau này sẽ biến mất này. Gặp con Yang Eli này của mình là tịt luôn này anh em mình nhá. Tướng chính là hiện tại ở server Âu ai sẽ chơi Yang Eli rồi nhá. Miễn nhiễm khống chế, miễn nhiễm điều khiển, được chưa? 3 turn. Anh em mà ép cái xung kích vào thì không bao giờ choáng được mình nhá, được chưa? Coi như cái xung kích này là tịt. Được chưa? Mà con Yang Eli nó còn có khả năng giải hiệu ứng. Được rồi. Mình nhớ là nó có giải hiệu ứng cho hai tướng công bên mình anh em ạ. Con này ấy, nó có giải hiệu ứng công, nó có giải hiệu ứng cho hai tướng bên mình đấy anh em ạ. Nó làm ở đâu ấy nhỉ? Chiêu 1 này.
Tiêu một không có nội tại thì chém tanh cộng support là bỏ qua 25%, bỏ qua phòng ngự bỏ kích em nhá. Con tướng này không làm gì rồi. À đây, giải toàn bộ hiệu ứng cho đồng minh bên có 50% đợt bà giải khi ulti này nó sẽ giải toàn bộ hiệu ứng cho đồng minh đam bên mình anh em nhá. Được chưa? Dã man giải toàn bộ cho 12 này, giải toàn bộ hiệu ứng này. Được chưa? Giải toàn bộ hiệu ứng. Thế nên là cái xung kích này sau này ở server Việt Nam khi con tướng Yang Eli này ra này sẽ biến mất anh em ạ. Sẽ biến mất nhá. Được chưa? Biến mất này. Hiện tại là vẫn còn tác dụng rất lớn anh em nhá. Sau này sẽ biến mất này, được chưa? Đang truyền kỳ, ui giời, tốc độ level 4 anh em ạ. Bây giờ đây người ta gọi là build trở lại mạnh mẽ trong cái quả PVP đấu trường thế giới sắp tới nhá. Tuần này chứ chẳng phải sắp tới đâu, tuần này luôn này. Tuần này luôn anh em nhá. Truyền kỳ cùng độ sát thương bạo kích tăng 36% cho nó mát, được chưa? Ok. Thì đến Crooked. Crooked à. Vẫn chưa thấy tốc độ đâu cả. Chưa đủ đá thì tẩy các bạn phải tích. Em nhấn nữa, tích. Ok, tốc độ liên kích được chưa? Cơ bản phải có. Chứng tỏ trong đá của bác không có tốc độ liên kích này. Đá đổ run 5 này. Tỷ lệ kháng bạo tăng 20%, ok. Khi dùng kỹ năng trị liệu hồi sinh qua 40% xác suất xóa tất cả trạng thái xấu của một đồng đội phe đồng minh. Một đồng đội phe đồng minh ưu tiên tác dụng đối với đồng đội ở trạng thái khống chế. Cái này cũng được. Đá là chơi cũng ổn. Cũng được thôi anh em nhé, cũng được. Đối với đồng minh của bên mình không mang thanh tẩy thì chơi cái quả thanh tâm này cũng tạm ổn. Thần hiệu khi vong trận 12 năm sát xuất hồi sinh, đúng rồi. Cái này mới là quan trọng cho con cờ đấu cướp này. Con cờ đấu cướp này khi vong trận có 12 năm sát xuất hồi sinh này. Khi hồi sinh phục hồi 40% HP mỗi trận thì cái này được. Đá này ok nhá. Tăng sinh mệnh tạm ổn. Cờ đấu cướp này thực ra nó cũng không có đá chuẩn đâu anh em ạ. Nó không có đá chuẩn nhá. Nhưng mà cái đá hồi sinh thì phải có này. Cái hồi thần hiệu này là phải có này. Để nó càng sống lâu càng tốt anh em nhá. Sống lâu thì nó mới hồi sinh được cho anh em mà. Được chưa? Bộ đá như này đánh giá là khá ok anh em ạ. Cái tốc độ này lên level 4 nữa thì đẹp. Cái liên kích này lên level 4 nữa thì càng ngon. Được chưa? Ổn, chuẩn, được chưa? Hứa hẹn sẽ trở lại trong quả PVP tuần này anh em nhá. Anh em nhớ chú ý đón xem à. Tuần trước là thua hơi cay đắng trước ông VIP14 này. Nếu mà con đủ tốc độ là bế đi rồi đấy, được chưa? Ok. Ok anh em nhá. Để vào đấu trường là xem hiện tại còn đối thủ không. 2.570.000 này. Ông này thì không có UR rồi, ông này nông dân à. VIP 9 không có tiếng UR nào này. Ơi để vào thử ông Hàn Quốc này nào. Quật thử ông Hàn Quốc này nào. Test độ khủng của đội UR11 à. 1.6 à. Mặc định là đi trước rồi anh em ơi. Làm gì có cửa cho bên kia đi trước nữa. Chết luôn. 1.2. Hai team bằng được chiến nhau nhưng mà nó lại đẳng cấp khác anh em ạ. Hai team bằng khít được chiến nhau nhá. Bên tay trái là 3.01, còn bên tay phải là 2.97 này. Và lực chiến kém nhau tí ti anh em ạ. Nhưng mà anh em nhìn vào nhá. Vừa vả cái là hơn tốc độ, vừa vả cái là gần chết rồi. Ôi chà, Katakuri bên kia hơn tốc độ cơ. Dã man nhé. Kinh đấy. Đấy, nốt nhạc thôi. Thanh tẩy kìa. Cloud Cut bên kia có tịnh hóa sao mà thanh tẩy nhỉ. Ăn ulti Kaido khả năng. Ôi, quên chưa bật tiếng này. Hai team bằng được chiến nhau nhưng khác chất tướng, nó khác chất tướng cộng khác tốc độ, anh em nhìn thấy nó đã dẫn đến sự khác bọt quá lớn chưa.
Và team này chơi con một con tay nào ạ? Marco à? Đấy, không cửa bật anh em ạ. Tịt không chân trống này. Bằng chiến nhưng mà tịt không chân trống nhá. Mặc dù hai con UR này chưa có kỹ năng SP. Đẳng cấp của top 1 đó là quá khóc bọt này. PvP đấu trường thế giới thì chẳng có ông nào ăn được anh ạ. Không nào ăn được đâu. Ok, clip đến đây kết thúc nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hôm nay là Minh Cường sẽ hóng cái con tướng mới của anh em nha. Anh em nào nếu mà biết về cái con tướng này có thể comment ở bên dưới video cho mình xem là con tướng gì nha. Không hiểu Dragon Kaido là cái con của nợ thì anh em ạ. Ok. Cảm ơn và chào tạm biệt anh em nha. Chúc anh em có một ngày mới tốt lành, vui vẻ bên gia đình với Tết Nguyên Đán anh em nhá. Hiện tại Minh Cường vẫn chưa được về Việt Nam anh em ạ. Ok, cảm ơn, chào tạm biệt anh em. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá.